Quyết định thật rồi sao? Thực ra anh có thể ở lại. Bộ phim Lớp học võ thuật. Mày nhất định sẽ là một huấn luyện tốt. Đấy tôi, làm gì vậy? Xem cậu kìa, cậu làm gì xe tôi rồi, mau lao đi. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Được rồi, vào trong đi, nhanh lên. Ra phía sau đi. Tôi xin lỗi nhé, không sao. Đóng cửa rồi. Có thể nhường chỗ cho phụ nữ mang thai nào? Cảm ơn nhé. Nào, ngồi cho vững, lái xe đi. Xe cái gì thế này? Tiểu quả, mọi người xem phía tiền của ai bị rơi xuống kìa. Của tôi. Hai người. Chính là hai người. Hai người muốn tự xuống xe hay để tôi tiễn hai người xuống xe? Ai thế? Hiểu lầm thôi mà. Mở cửa. Bớt mấy trò này với tôi đi, tôi thấy nhiều rồi. Tiểu quả, cẩn thận tôi quỷ dung nhan của cô. Được. Đánh hay lắm. Cái này của ai vậy? Đó là phi tiền của anh. Cái đó là của tôi. Của anh sao? Đúng vậy đại ca. Thật đó, không tin anh xem chứng minh thư đi. Túi của bác này. Cảm ơn cậu. Mở cửa xe xuống xe. Nhanh lên. Chào mừng anh đến với trường học của chúng tôi. Anh đi.
Anh tới vừa đúng lúc. Kỳ huấn luyện mùa đông của chúng tôi sắp bắt đầu rồi, mà đúng lúc thiếu người. Anh biết tiêu chuẩn ở trong tỉnh, vừa hay giám định giúp chúng tôi mấy mũi nhọn mà chúng tôi vừa đặt. Được, đây là danh sách lớp của anh. Anh làm quay trước đi. Được. Chuẩn lắm. Chào hiệu trưởng, tiếp tục luyện tập đi. Chú ý, nhất định phải quản lý thật chặt. Nếu không được thì cứ việc đánh bắn. Còn phải đánh sao? Bảo vệ tôn nghiêm đạo làm thầy. Huấn luyện viên Lý, trùng hợp thật. Giới thiệu với mấy anh, đây là Ngô Kiệt, huấn luyện viên Ngô, mới tới từ đội tuyển tỉnh. Chào anh, chào anh. Đây là huấn luyện viên đội tuyến 1 của đội chúng tôi, huấn luyện viên Lý. Đây là huấn luyện viên Trương. Chào anh. Khi nào các anh nộp bản kế hoạch huấn luyện mùa đông? Tôi phải xem xét một chút chứ. Anh yên tâm đi. Hiệu trưởng Tôn, anh xem kinh phí đồng phục của mùa đông của đội tuyến 1 chúng tôi. Đừng nhắc vấn đề kinh phí. Trường thể thao chúng ta dù đập nồi bán sắt cũng phải đảm bảo cho đội tuyến 1, hiểu không? Chỉ cần các anh có thành tích thôi. Vậy thì không cần. Đừng để chúng tôi ngủ đầu đường là được. Anh lại đùa rồi. Đi thôi. Đó chính là anh lớn từ đội tuyển tỉnh mới xuống phải không? Trông chẳng ra làm sao. Ai nói chứ, người ta từng đoạt giải quán quân đấy. Giỏi thực sự, sao lại tới đây? Chắc là không thể lăn lộn tiếp nữa. Tôi gặp lại người như vậy nhiều rồi. Anh ước, lại tới núi khỉ rồi. Ầm ĩ lên cả rồi. Ầm ĩ gì vậy? Làm gì thế? Mau đứng xếp thành hàng đi. Mau lên, mau lên. Đứng tử tế chưa? Tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là huấn luyện viên Ngô, từ đội tuyển võ thuật tỉnh mới tới trường chúng ta. Mọi người chào hỏi đi chứ. Chào huấn luyện viên Ngô. Chẳng có quy tắc gì. Lớn tiếng lên. Chào huấn luyện viên Ngô. Tay phải đại diện cho võ, tay trái đại diện cho đức. Dùng tay trái che tay phải lại mới là võ đức. Tư thế như vậy mới quy võ hùng tráng. Huấn luyện viên, em chưa hiểu lắm. Thầy làm lại một lần, em luyện một đêm. Nghiêm túc chút đi. Giao lại chỗ này cho anh nhé. Anh xem, tôi còn chút việc. Tôi đi trước đây. Nghe cho rõ, tuân thủ quy tắc cho tôi đấy. Luyện tập chăm chỉ với huấn luyện viên Ngô. Tuân thủ kỷ luật, nghe lời huấn luyện viên Ngô. Hiệu trưởng đi thông thả. Được. Chào mọi người. Ai có thể rót nước giúp thầy nào? Để em. Em tên là gì? Em là Điền Quân. Cảm ơn em. Thầy sẽ tự giới thiệu mình một chút. Thầy là Ngô Kiệt. Hiểu lầm, cũng chẳng quen biết gì ông ta. Ai mà hiểu lầm chứ. Các em cũng tự giới thiệu tên đi. Em là Đậu Nguyên. Đậu trong đậu nhĩ ngô, nguyên trong nguyên tiêu. Cậu cứ nói nguyên tiêu nhân đậu là được. Em là Trương Phi. Không đúng, là Trương Mảnh. Nói lỡ miệng rồi. Mạc nhất phàm. Mạc trong mặt trung nhất thị. Phàm trong phàm phu tục tử. Diêm Tú Bác, Mao Soái Soái, Trương Dệ Đông, Hàn Bác, Trương Mộng Quyền, Phương Vũ. Còn lại chính là em. Còn lại
Còn là chỉ là một lũ trống thôi. Lũ trống. Huấn luyện viên, sót nước rồi. Cảm ơn em, để đó đi. Chỗ này bẩn như chuồng lợn vậy. Như vậy đi, đậu nguyên đúng chứ? Dạ. Như vậy không được. Môi trường như vậy không thích hợp để luyện tập. Như vậy đi, dọn dẹp vệ sinh trước. Sau đó chúng ta chính thức vào lớp. Dạ. Ngồi đi. Thế nào? Mọi người có mệt không? Mệt. Từ lúc sinh ra tới giờ em chưa từng làm nhiều việc như vậy. Em cũng thế. Được. Nếu các em đều đã mệt, chúng ta làm bài tập luyện nhẹ nhàng thôi. Các em nằm xuống cũng được. Thật ra chỉ yêu cầu các em càng thả lỏng càng tốt. Đừng dùng tới trí não. Giống như cơ thể trống rỗng vậy. Nào, thử một chút đi. Bây giờ cho mọi người 10 phút. Trong vòng 10 phút này, cố gắng hết sức thả lỏng bản thân. Được. Bắt đầu đi. Thả lỏng. Đây là ai thế? Ai vậy? Tan học. Người này là ý gì vậy? Kỳ lạ thật. Đi thôi, tôi đi trước nhé. Tôi đi đây. Đậu Nguyên, nghe nói hôm nay lớp cậu có huấn luyện viên mới, thế nào, được không? Được cái gì chứ? Vậy hôm nay các cậu luyện tập cái gì? Dọn dẹp vệ sinh. Sau đó thì sao? Thả lỏng. Tiếp tục sau đó thì sao? Tiếp tục thả lỏng. Anh à, các anh luyện gì thế? Đơn giản thôi. Bước vào tiếp một chân, tiếp độc lập. Xoay chân 360 độ, tiếp trung bình tấn. Xoay liên tiếp 720 độ, tiếp mũi nhọn. Trung bình tấn, ba quyền tiếp bước nhào. Tiểu Tranh. Tiểu Tranh. Các cụ của chúng ta nhé. Chỗ thầy cũng không phải hang cọp. Có chuyện gì vào trong nhà rồi nói. Không vào tụi em báo cáo với thầy một chuyện. Các em tan học rồi không cần phải báo cáo. Có chuyện gì cứ nói. Chúng em đã ăn hết phiếu cơm rồi. Đầu bếp ở nhà ăn không cho ăn cơm nữa. Em đói chết mất. Huấn luyện viên có quan tâm không?
Không phải các em đều ở lại trường sao? Em, Đậu Nguyên ở lại trường. Không ở lại trường thì chúng em cũng thích ăn cơm ở căng tin. Bánh bao ở căng tin to. Đúng. Vậy được, thầy đi nói với nhà ăn một tiếng. Đóng cửa rồi. Sớm như vậy sao? Đúng vậy. Huấn luyện viên, thầy đi đâu ăn, chúng em đi ăn chỗ đó. Chúng em không chê đâu. Đúng, chúng em không chê gì. Vậy được, chỉ một bữa thôi nhé. Huấn luyện viên đừng nhỏ mọn mà. Sau này chúng em mời lại thầy. Được, trả thầy một bữa. Được, đi thôi. Đi thôi. Muốn ăn gì nào? Sườn xào thế nào? Được. Đi thôi. Bà chủ, thêm một dĩa nữa. Huấn luyện viên, em muốn uống bia. Sao phải uống bia chứ? Thầy từng nói chúng ta là nam tử Hán. Nam tử Hán thì phải uống à? Đúng vậy, không chỉ biết uống mà còn biết đánh. Thầy thấy nam tử Hán trước tiên phải có hoài bão. Hoài bão? Em có hoài bão. Đậu Bao, cậu có hoài bão chứ? Tôi không có. Đậu Bao hoài bão lớn đấy. Hôm nay vui vẻ, chúng ta uống một cốc nhé. Không sao. Tôi không uống với anh một cốc. Nào nào nào, ngồi đi. Ăn no chưa? Ăn no rồi, no rồi. Thanh toán. Lớp số 2 rất khó dạy. Không còn đứa nào có triển vọng. Trong lớp có em tên là Đậu Nguyên. Bạn lịch kém cỏi như lắm trò nghịch ngợm, suốt ngày đưa ra chủ ý xấu. Còn có em Trương Mạnh, tính khí nóng nảy, như là dốc hết sức luyện tập và cũng rất chăm chỉ. Còn Điền Quân là đứa trẻ nông thôn. Đứa nhỏ này rất thật thà, chỉ là tính giác ngộ hơi kém. Còn có thành viên làm gì cũng được, duy chỉ có luyện võ là không được. Nói mấy lần cũng không nghe, cứ tốn sức theo đuổi mãi. Chính là Mạc Nhất Phàm này. Học 6 năm rồi mà vẫn chưa thuần thục được một chiêu võ. Nghĩ mà thấy đau đầu. Còn phải chú ý đội trưởng Đinh Tiểu Tranh. Đứa trẻ này có tính cách ngỗ ngược, chuyện xấu gì đều do em ấy cầm đầu. Chị à, chị, nào nào. Để em. Chị nói em thế nào rồi đứa nhóc này? Em không chăm chỉ luyện tập ở trường, chạy tới đây làm gì? Huấn luyện viên nói hôm nay tạm thời không cần tập. Nói dối, em tiếp tục nói dối đi. Thật đó, hôm nay không luyện tập. Tránh ra, chị không cần. Làm gì vậy? Thích lao xe à? Sau này chị em lái xe, em làm nhân viên thu vé phải không? Tiểu Quả à, chị là có ý gì? Tôi không có ý gì cả, tôi đang nói thằng bé thôi, không nói cô đâu. Em tránh ra cho chị. Em tắm sao? Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ khiến chị hạnh phúc. Chị không cần phải lái xe bus nữa. Em đừng có mơ mộng hảo huyền. Em phải chăm chỉ đi học, thi đỗ đại học coi như đã báo đáp chị rồi. Thi đại học cái gì chứ? Mục tiêu của em là giàu nhất thế giới. Còn Bill Gates thì sao? Em cứ lo nghèo đi. Có phải hôm nay không cần đi học không? Cất thùng vào trong xe, về nhà. Chỗ này.
Sau này em cứ theo chị làm nhân viên thu vé là được rồi. Tiểu Quả, tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Đi thôi, về nhà thôi. Lão đại, chính là cô ta. Các anh muốn làm gì? Tiểu Tranh đứng im. Đinh Tiểu Tranh đâu? Em không biết, hôm nay cũng không xin nghỉ phép. Trương Mạnh, Đậu Nguyên, là anh em thì theo tôi. Tiểu Tranh, em làm gì vậy? Chị xin em đó. Chị thả em ra đi. Chị à, chị thả em ra đi. Làm gì vậy? Buông em ra. Tiểu Tranh, chị xin em đó. Anh giúp tôi đi. Đinh Tiểu Tranh, em bình tĩnh lại đi. Em làm sao vậy? Nói đi. Thầy không quản được. Tại sao không quản được? Tôi là huấn luyện viên của em. Tôi còn chưa thừa nhận đâu. Đinh Tiểu Tranh, em làm trò gì vậy? Chị tránh ra. Đinh Tiểu Tranh, em không thừa nhận tôi là huấn luyện viên của em không sao? Em muốn ra từ chỗ này phải không? Em muốn ra ngoài từ chỗ này đúng không? Được, em đánh bại tôi đi. Em đánh tôi đi. Đánh thì đánh, tôi sợ ông mà. Đinh Tiểu Tranh. Được, được. Em giỏi lắm Tiểu Tranh. Hôm nay trước mặt tất cả thành viên trong đội, chỉ cần em có thể cầm gậy chạm vào mặt của tôi thì cậu quyết định hết mọi chuyện của đội võ thuật. Tiểu Tranh, ông tránh ra cho tôi. Tiểu Tranh, không sao. Tiếp tục. Đừng quản tôi. Tiểu Tranh. Tiểu Tranh. Tiểu Tranh. Tiểu Tranh à. Tiểu Tranh. Được rồi Tiểu Tranh, đừng khóc nữa. Được rồi mà Tiểu Tranh. Em đừng khóc nữa Tiểu Tranh. Được rồi. Đừng chỉ ăn cơm không, ăn thức ăn đi. Đinh Tiểu Tranh, em muốn làm gì vậy? Chị đã chẳng dễ dàng gì rồi. Ba mẹ mất sớm, chị nuôi em như vậy. Em có thể để chị bớt lo được không? Rõ ràng em biết mình không đánh lại ba người họ. Chị kéo em chạy đi. Em cứ chạy theo chị là xong rồi. Em ở đó làm loạn cái gì? Ba người thì làm sao? Ba người tranh một đĩa thức ăn, cùng lắm thì liều mạng thôi. Em chỉ nghĩ tới mình thôi. Em có nghĩ tới chị không? Ba mẹ đã mất rồi, chị chỉ còn một mình em. Nếu em có bệnh hệ gì thì chị phải làm sao? Em có từng nghĩ tới không? Có đau không? Đỡ nhiều rồi. Ăn thức ăn đi, đừng có ăn cơm không nữa. Chị thấy em chưa học thành tài. Em xem huấn luyện viên của em đó. Hôm đó trên xe cũng là hai tên khốn nạn, chỉ trong nháy mắt anh ta xử đẹp rồi. Sau này em phải chăm chỉ luyện võ, như vậy mới mạnh hơn mọi thứ. Sao đây, thích anh ta rồi à? Ngô Kiệt. Vào đây đi. Còn đau không? Sao em dám chứ? Đại huấn luyện viên Ngô vẫn còn giận sao? Chị, em có biết hai ngày hôm nay em không tới luyện tập không? Biết chứ. Sao vậy? Thầy thấy chưa chắc đâu. Em cứ đi tập được một bữa rồi một bữa nghỉ. Thầy vô cùng tò mò muốn biết em không tới luyện tập cũng được. Sao mà cái ngay không sợ chết đứng thế? Em cũng vô cùng muốn biết một điều.
Lúc đầu ai đã điều thầy từ đội tuyển tỉnh xuống đây? Nếu em biết thì em nhất định sẽ đá người đó vài phát, vì khiến chúng em không có ngày nào được yên ổn. Ngồi đi. Ngồi đi. Đinh Tiểu Tranh, thầy biết em ấm ức. Lúc thầy lớn bằng em như vậy, thầy cũng có tính cách giống hệt em. Thầy từng được giải quán quân thật sao? Đinh Tiểu Tranh, có muốn vào đội tuyển tỉnh không? Đương nhiên là muốn rồi. Em còn muốn vào đội tuyển quốc gia, muốn tham gia Olympic nữa. Có được không? Được chứ. Tiểu Tranh, em phải nhớ một câu. Con người mất đi thứ gì cũng được, nhưng không được mất đi tinh thần. Con người có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng không bao giờ được từ bỏ lý tưởng trong tim mình. Đinh Tiểu Tranh, mặt trời lên cao rồi, mau dậy thôi. Dậy ngay đi. Chị không phải đi làm sao? Hôm nay chị nghỉ làm, lát nữa ăn sáng xong chị tới trường học với em. Mau dậy đi cho chị. Thay quần áo đi. Chị làm gì vậy? Không phải chị thực sự muốn đi à? Không phải thật thì là giả sao? Chị tới trường cùng với em. Chị muốn xem thử rốt cuộc em là sâu lười hay huấn luyện viên của em là sâu lười. Chị nhất định bắt được con sâu lười này. Nào, dậy đi. Chị à, thực ra huấn luyện viên của chúng em có hơi chút nhạy cảm. Em cũng có hơi một chút như vậy. Em thấy hôm nay đừng đi có được không? Nhóc con nói chuyện có logic được không? Có logic mà. Ý của em là chị cho huấn luyện viên của em cơ hội sửa đổi, xong rồi tiện thể cho em một cơ hội. Hôm nay chúng ta đừng đi nữa. Vậy được. Chị cho em cơ hội thay đổi lại từ đầu. Không đi nữa. Được được. Em xem, có phải hôm nào chúng ta nên mời huấn luyện viên về nhà ăn cơm một bữa không? Chị à, chuyện này thôi bỏ đi. Bỏ đi. Đi, tới trường thể thao. Chị à, em sai rồi. Em sai rồi. Em nghĩ chuyện này giúp chị. Hôm nào đó sẽ mời anh ta, được không? Em nói đi. Gì đây? Em nói. Chị à, em lớn vậy rồi còn phải ngoắc tay sao? Chị lớn hơn em đấy, có ngoắc tay không? Ngoắc tay thành công trăm năm không được đổi. Được rồi chứ, đại trượng phu nhất ngôn cử đỉnh, tứ mã nan truy. Tích vấn động đình thủy, kim thượng nhạc dư lâu, ngô sở đông nam xích, càng khôn nhật dạ phù, thân bằng vô nhất tự, lão bệnh hữu cô đồng. Đinh Tiểu Tranh, xem sách gì vậy? Lệnh cô đại hiệp à, cho cô mượn được không? Mắt em sao vậy? Em bị ngã. Bị ngã, xem ra vẫn chưa luyện xong độc cô cửu kiếm. Nếu không sao lại bị người khác đánh chứ. Lịch cô đại hiệp, tránh ra. Hôm nay thầy muốn hỏi các em một chuyện. Trong các em có người luyện 3-4 năm, có người luyện 5-6 năm. Thầy muốn hỏi các em tại sao lại học võ. Đậu Nguyên, em nói trước đi. Em không biết. Cười gì chứ, em thực sự không biết. Hay là về nhà hỏi ba mẹ em nhé. Em biết, em muốn đánh bại thiên hạ không còn kẻ địch. Khoác lác. Đừng nói nữa, em muốn trở thành Ngô Liên Kiệt. Cậu sao? Bớt bớt lại đi. Không giống đâu. Đinh Tiểu Tranh, tại sao em lại muốn luyện võ?
Từ nhỏ sức khỏe em không tốt nên chị em bắt em rèn luyện cơ thể. Thầy muốn hỏi tại sao em lại luyện võ. Em học võ rồi sẽ không ai bắt nạt em nữa, có thể bảo vệ chị em. Chỉ vì cái này sao? Chỉ vì cái này. Được. Vậy hôm nay chúng ta phải nắm rõ chiêu thức mà mọi người đã luyện khá thành thạo. Ai lên trước? Em. Em thử trước, huấn luyện viên. Được. Được. Hay. Lão Mạc, cậu chuyên tâm luyện quyền 5 bước cả 6 năm qua, đúng thật là không tầm thường. Cậu thì hiểu gì chứ? Kim Dung tiên sinh từng nói, chỉ cần công phu thâm hậu, sắt thép cũng mài thành kim. Lão Mạc, đây hình như không phải lời của Kim Dung nói đâu. Đây đương nhiên không phải do Kim Dung nói, nhưng chẳng phải Quách Tĩnh trong sắc vô ấy cũng luyện thành một đại hiệp sao? Chính là để nói tới đạo lý này, một ngày nào đó Mạc nhất phàm em cũng có bản lĩnh như vậy. Đinh Tiểu Tranh, em lên đi. Thử một chiêu nào. Thầy muốn hỏi mọi người một câu. Thành ngữ bắt đầu bằng từ qua là gì? Lấy lòng mọi người. Hào nhoáng bên ngoài. Nói gì vậy? Đúng. Lão Mạc nói đúng rồi. Là hào nhoáng bên ngoài. Đinh Tiểu Tranh, thầy vẫn chưa cho em quay về mà. Em hào nhoáng bên ngoài thì thầy thử đi xem. Huấn luyện viên nào nào. Huấn luyện viên. Dòng 720. Đây, cảm ơn nhé. Không sao, huấn luyện viên Ngô đúng là giỏi thật. Động tác bình thường sao thầy ấy lại thực hiện đẹp như vậy chứ? Đương nhiên rồi, người ta gọi là chân nhân bất lộ tướng. Cái gì chứ, thầy ấy chỉ đang lấy lòng mọi người thôi. Phải không Tiểu Tranh, tránh sang một bên đi. Tôi nói không sai mà, nếu thầy ấy giỏi thì sao bị điều từ đội tuyển tỉnh xuống chứ. Còn cái gì mà thả lỏng thoải mái. Thôi bỏ đi, đội võ thuật chúng ta cũng không phải nhà tắm. Sao cậu biết huấn luyện viên Ngô bị đội tuyển tỉnh sa thải chứ? Điền Quân, chúng ta có nội gián. Tôi có nội gián. Huấn luyện viên Lý nói cho tôi biết đấy. Cậu nói thật sao? Đương nhiên rồi. Tiểu Tranh, huấn luyện viên Lý nói thật với tôi như vậy đấy. Huấn luyện viên Lý là ba cậu hay sao mà nói với cậu? Cậu muốn chết à? Nói lại xem sao. Cậu lại nóng rồi. Vũ Phu, một tên Vũ Phu. Đi thôi, tôi mời mọi người đi quán nét. Tiểu Tranh, chẳng phải cậu không tới quán nét sao? Bây giờ muốn đi rồi, có ý kiến gì không? Không có, chắc chắn là không có. Huấn luyện viên, mọi người đâu hết rồi? Đi quán nét rồi.
Huấn luyện viên, họ không học thì thầy đừng quan tâm họ nữa. Thầy dạy chúng em đi, đừng quan tâm tới họ. Chúng ta là một tập thể, không thể phân biệt giữa họ và chúng ta. Huấn luyện thì tất cả chúng ta cùng luyện tập. Như vậy đi, đưa thầy đi tìm họ. Đi thôi. Đi. Tiểu Tranh, Đậu Nguyên. Tiểu Tranh, Đậu Nguyên. Tiểu Tranh, Đậu Nguyên. Tiểu Tranh, Đậu Nguyên. Làm gì vậy? Đừng có làm ồn. Huấn luyện viên, đứng dậy làm gì vậy? Ngồi xuống đi. Tôi nộp tiền chơi 5 tiếng rồi, các cậu định bỏ phí sao? Ngồi chơi thêm đi. Đinh Tiểu Tranh, em có biết 5 tiếng này làm được bao nhiêu gì không? 5 tiếng đồng hồ đi ngoài đánh rắm và dọn vệ sinh là đủ đúng chứ? Tiểu Tranh, em có coi tôi là huấn luyện viên của em hay không? Cũng không sao. Nhưng tôi thấy em nên tôn trọng người khác trước đã, đúng không? Tôi nói chuyện lịch sự với em như vậy, em ít nhất cũng nên trả lời một cách lịch sự lại chứ. Để tôi lễ phép thì phải khiến tôi phục. Tôi chỉ phục một loại người chơi game giỏi, không biết chơi game, chỉ là rác rưởi. Nếu như tôi biết thì sao? Đánh bài được tôi mới coi như biết chơi. Chỉ sợ thầy không có tính nhẫn nại đó đâu. Tôi đúng là không dám đảm bảo thật. Buồn cười chết mất. Thêm phần kích thích đi. Chúng ta đánh cược đi. Cược cái gì? Nếu tôi thắng rồi thì phải cho chúng tôi nghỉ thêm 2 tháng và không được nói với người nhà là thiếu tiết. Được. Nhưng mà em cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện. Nếu em thua rồi, sau này em không được bỏ một tiết học nào, sau đó học bù lại buổi huấn luyện ngày hôm nay. Tôi không thể đảm bảo không bỏ một tiết học nào. Nếu như trái đất bùng nổ thì tôi cũng không bỏ tiết sao? Được. Nếu như trái đất không bùng nổ thì sau này cậu không được bỏ tiết học nào, được chứ? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Huấn luyện viên, ngoài trời 10 cây số Đại Kính Môn. Bây giờ đi luôn. Chạy. Dám cược dám chịu thua là đàn ông thì đi theo thầy. Các em đều là người bản địa. Xin hỏi trong số các em, có ai biết lai lịch của Đại Kính Môn này không? Huấn luyện viên, em biết.
Chỗ này là di chỉ của Trường Thành thời Minh. Đại Kính Môn là cửa duy nhất của Trường Thành thời Minh, được xây dựng năm Thành Hóa thứ 11 thời nhà Minh. Mấy chữ Đại Hảo Hà Sơn do Sát Cáp Nhĩ Đô Thống Cao Duy Nhạc đề ra. Đây là nơi tranh chấp của binh gia các thời đại. Tướng lĩnh yêu nước Phùng Ngọc Tường, Cát Hồng Xương từng kết đồng minh với Sát Cáp Nhĩ kháng chiến chống Nhật và chiến đấu đổ máu với người Nhật tại đây. Lúc giải phóng chiến tranh, quân giải phóng cũng vào thành từ cửa này đấy. Được rồi Lão Mạc, nếu em không làm giáo sư lịch sử thì đúng là lãng phí tài năng. Lão Mạc nói không sai chút nào. Có không ít gì anh hùng đã đi ngang qua nơi đây. Thầy muốn hỏi mọi người, các em cho rằng người thế nào mới được coi là anh hùng? Nói thật thì thầy cũng không biết, nhưng mà thầy chỉ biết một điều. Anh hùng ở trong lòng của thầy trước tiên phải là người đường đường chính chính, dám làm dám nhận, quang minh lỗi lạc. Chỉ có người như vậy mới được coi là anh hùng. Thầy kêu các em tới đây không phải là vì muốn trách móc các em, mà vì muốn nói với các em một câu. Mọi người đều là nam tử hán cao lớn, chơi ra chơi, nhưng phải đem tinh thần sức lực thực sự của mình đặt vào chuyện chính sự nghiêm túc. Mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi, nghe rõ chưa? Rõ rồi. Được. Huấn luyện viên như thầy không nói về đạo lý này với các em sớm hơn, hôm nay thầy chịu phạt. Huấn luyện viên, chúng em sai rồi, thầy đừng cởi nữa. Mọi người hãy nhớ tiết học ngày hôm nay. Huấn luyện viên à, huấn luyện viên, tan học, tạm biệt huấn luyện viên. Tôi đi trước nhé, đi thôi Tiểu Tranh, đi đi đi. Hai ngày hôm nay luyện được lắm, tôi luyện thế nào? Cậu vẫn vậy, vẫn chẳng có chút tiến bộ nào, chẳng chăm chỉ luyện tập gì. Tiểu Tranh, ở lại một lát, đi nhé. Tạm biệt huấn luyện viên. Hôm nay em đeo nó vào, sau này em sẽ nhảy càng cao hơn. Được, chuẩn bị đi, đi. Chuẩn bị. Huấn luyện viên Ngô, Tiểu Ngô, hiệu trưởng, tôi giới thiệu với anh một chút. Vị này là chủ tịch Dư. Xin chào, đây là huấn luyện viên Ngô của chúng tôi. Xin chào. Xin chào huấn luyện viên Ngô. Mấy dự án quan trọng nửa cuối năm của chúng ta đều do chủ tịch Dư tài trợ. Đây là Dư Đại Vi, con trai của anh ấy. Chào huấn luyện viên. Đừng. Anh sắp xếp một chút đi. Đứa trẻ này sẽ luyện tập cùng với lớp của anh. Hiệu trưởng, đứa trẻ này còn quá nhỏ, không thích hợp đâu. Em đã 7 tuổi rồi. Ba à? Tiểu Ngô, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu luyện từ năm mấy tuổi? Tôi luyện từ năm 6 tuổi, chẳng phải đúng rồi sao? Tôi nói với giám đốc Dư, cậu là đội tuyển chuyên nghiệp tỉnh xuống. Hơn nữa, tôi cũng đã nói giám đốc Dư tài trợ cho nhiều dự án của chúng ta như vậy, phải thể hiện một chút chứ.
cứ quyết định như vậy đi. Không phải, giám đốc Dư, anh yên tâm đi, tôi sắp xếp xong cả rồi. Tôi còn chút việc, tôi đi trước đây. Tiểu Ngô, giao lại cho anh đấy. Hiệu trưởng, hiệu trưởng à, hiệu trưởng. Giám đốc Dư, hiệu trưởng vẫn chưa nói xong với tôi. Dư Đại Di còn quá nhỏ tuổi, để thằng bé vào lớp sơ cấp sẽ tốt hơn. Con trai tôi có tố chất cơ thể hơi kém, nên tôi muốn nó thông qua luyện tập để xương cốt trở nên rắn rỏi hơn. Tôi nghe nói hồi nhỏ Quốc Nguyên Giáp bệnh tật đầy mình, nó không phải là người ta luyện tập luyện mãi rồi thành sư tông hay sao? Huấn luyện viên Ngô, nếu anh chỉ nhìn vào phương diện thể chất thì dường như không giống với phong phạm võ thuật cho lắm. Thầy muốn hỏi tại sao em lại muốn học võ? Em muốn làm nam tử hán, làm một cảnh sát. Có nền tảng từ trước không? Huấn luyện viên vậy mà anh cũng hỏi. Con trai tôi bắt đầu tập võ từ năm 4 tuổi. Không tin cứ để thằng bé tập vài chiêu cho anh xem. Được được được. Con trai, con luyện hắc cổ quyền cho huấn luyện viên Ngô xem đi. Được. Được rồi. Anh xem thằng bé này. Đinh Tiểu Tranh. Có. Luyện tập vài combo cho giám đốc Dư xem đi. Được. Muốn luyện tới mức giống cậu ấy phải chăm chỉ luyện tập từ cơ bản mới được. Ba à, ba, ba, ba à. Đỗ Nguyên, cậu lại thả lỏng à? Thế nào rồi, các cậu vẫn còn thả lỏng chứ? Đừng thả lỏng nữa. Đại Di, Dư Đại Di, chị của tôi giao lại cho cậu đấy. Dư Đại Di, hai tụi mình cũng muốn tới lớp lớn. Không sao, chúng ta đều là anh em. Chuyện lớp lớn cứ giao cho ba của tôi. Tôi có người trong lớp lớn. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Đi, chúng ta về nhà thôi. Có cây không? Ít một chút. Được rồi, cây nhiều một chút. Đại ca, em xin anh một việc được không? Chuyện gì vậy? Chuyện vào lớp lớn ấy. Sao anh lại quên mất rồi? Chuyện này sao? Được, cứ giao cho anh. Huấn luyện viên Ngô nói thế nào? Huấn luyện viên Ngô còn chưa nói gì hết. Anh chỉ đừng biết ăn như vậy. Sao đứa trẻ cho em lại không hiểu chuyện? Thời đại này còn muốn làm chuyện gì không trả giá được sao? Vậy phải trả giá bao nhiêu? Mời anh đi chơi net đi. Bỏ đi. Tốt hơn là mời anh ăn thịt xiên dê một tuần. Anh đã ăn hết tiền tiêu vặt một tuần của em rồi. Chẳng phải anh còn làm việc giúp em sao? Anh không được thất hứa đâu đấy. Yên tâm đi, yên tâm đi. Ông chủ à, thêm 10 xiên. Hả? Anh Đậu Nguyên, huấn luyện viên Ngô lợi hại không? Thầy ấy dạy anh thế nào? Huấn luyện viên gì chứ, chỉ là người hay dọa anh nạt thôi. Chỉ bằng em bái anh làm thầy còn hơn. Được rồi, anh lại khoác lác rồi. Nhóc con, đừng không biết điều đấy. Ít chứ 3 tháng, phải nửa năm. Anh sắp đi quay phim rồi. Thật sao? Em xứng để anh lừa em sao? Anh có người trong đó. Thật sao? Anh Đậu Nguyên, sau này em sẽ theo anh. Không thành vấn đề.
Làm gì vậy? Hôm nay mấy anh muốn chơi game, thiếu ít tiền. Không có tiền. Cái gì mà không có tiền? Biết tôi là ai không? Đại ca, hình như hắn ở trong lớp võ thuật. Đồ võ thuật thì làm sao? Đồ võ thuật thì làm sao? Mấy anh đây còn là đệ tử của Thiếu Lâm đấy. Dư Đại Di, em cố gắng chống đỡ, anh đi gọi mọi người. Thời gian gần đây hơi nhiều tiết luyện tập. Các em có mệt không? Không mệt. Được. Hôm nay trước khi chúng ta luyện tập, thầy nói vài chuyện. Vào đi. Đây là bạn học Dư Đại Di ở lớp tiểu học. Mọi người đều quen biết đúng không? Thầy muốn nói với mọi người, tối qua em ấy bị người khác cướp tiền. Điều thầy muốn nói không phải chuyện này. Thầy muốn nói rằng, dù trong đội chúng ta có bạn học ở cùng với em ấy, trơ mắt nhìn Dư Đại Di bị người khác bắt nạt, như là không ra tay giúp đỡ, mà còn bỏ chạy lấy người. Các em thấy, loại người như vậy giống người tập võ không? Không giống. Đậu Nguyên, cậu biết không? Tôi không biết. Đậu Nguyên, bước ra ngoài. Huấn luyện viên, em sai rồi. Em không nên bỏ lại em ấy một mình. Đậu Nguyên, sao cậu lại như vậy chứ? Đúng vậy, không ngờ cậu lại là người như vậy. Đậu Nguyên, em chỉ sai một nửa. Đối phương đông người, em chạy cũng không mất mặt. Nhưng mà em không nên bỏ mặc anh em của mình không để ý tới. Người tập võ như chúng ta trước đây đều rất chú trọng giữa đường gặp bất bình, rút dao tương trợ. Bây giờ ít nhất cũng phải có chút tinh thần dũng cảm vì nghĩa. Huấn luyện viên, còn một điều nữa. Đại trưởng phu nói lời giữ lấy lời. Em hứa với Dư Đại Di cái gì? Em... Đại Di, có. Cậu ấy hứa với em điều gì? Anh Đậu Nguyên hứa sẽ cho em theo thầy học võ. Mọi người đều biết tổ chức của Dư Đại Di sẽ không thể vào được lớp lớn. Nhưng mà đồ đệ này của thầy đã hứa với em rồi. Vậy người làm sư phụ như thầy chỉ có thể đồng ý thôi. Được, bắt đầu từ hôm nay em sẽ luyện tập cùng với chúng ta. Cảm ơn huấn luyện viên. Cảm ơn huấn luyện viên. Cảm ơn anh Đậu Nguyên. Được rồi, mau đi chào hỏi đàn anh đi. Chưa cho em quay về mà. Huấn luyện viên, em biết sai rồi. Biết sai là tốt, nhưng không thể không phạt. Đúng, phải phạt. Mọi người thấy nên phạt thế nào? Chống đẩy 5.000 cái. Thầy thấy như vậy đi. Dừng tiết luyện tập của em một tháng, chỉ được nghe giảng.
Được, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập thả lỏng. Mọi người thả lỏng thần kinh của mình, tưởng tượng tùy ý. Lát nữa nói hết những thứ em nghĩ ra cho thầy. Đâu, chuẩn bị. Hít một hơi thật sâu, thở ra, nhắm mắt, bắt đầu. Lý Tiểu Long, tôi là cảnh sát. Hoàng Phi Hồng, tôi là Võ Tông. Huấn luyện viên, được, mọi người mở mắt đi. Đinh Tiểu Tranh, em nghĩ gì thế? Học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến lên. Em thì sao? Cảnh sát. Lão Mặc thì sao? Hoàng, giáo sư. Động Nguyên, em nghĩ gì? Không nghĩ gì hết. Được, thầy không biết trong lòng các em nghĩ như thế nào, nghĩ cái gì. Nhưng mà thầy muốn nói với các em biết, phải nhớ lấy cảm giác này. Mỗi người đều đang nghĩ tới những ước mơ và mơ ước tốt đẹp nhất. Chỉ cần các em cố gắng thì nhất định sẽ làm được. Tan học. Đừng đi. Đừng đi nữa Tiểu Tranh. Chúng ta đừng đi nữa. Cậu khiến đồ giáo thuật mất mặt biết bao chứ. Nó nhảm ít thôi, đi mau. Đi đi, đi mau. Đứng lại, không được chạy. Nói đi, còn lề mề gì nữa? Còn muốn chúng tôi là cơm cho sao? Muốn ăn cơm chỗ chúng tôi không phải chuyện tốt. Chú cảnh sát, chúng cháu bị oan mà. Thực sự là do họ ra tay trước. Nhận sai, tới bệnh viện nộp viện phí, tiền thuốc rồi về nhà. Còn cô chấp thì chúng ta xem ai thắng. Chú cảnh sát, nhận sai cũng được, nhưng chúng cháu không có tiền. Hai con đường, thẳng thắn được khoan hồng, không tới mức đó. Thứ nhất tìm được người nhà, thứ hai tìm huấn luyện viên. Các cậu chọn đi. Huấn luyện viên, sau này quản chặt chúng vào. Mục đích của luyện võ không phải đánh nhau. Phải. Anh yên tâm đi. Huấn luyện viên, em sai rồi. Huấn luyện viên, chúng em sẽ nghĩ cách trả lại tiền cho thầy. Xin chào.
Hiệu trưởng, tôi tới tìm anh. Tôi còn đang muốn tìm anh đây. Sao lại gây ra chuyện phiền phức như vậy? Trường học quyết định rồi, phải xử lý nghiêm khắc mấy học sinh này. Đừng. Hiệu trưởng à, tôi đã trừng phạt mấy đứa trẻ này rồi. Hơn nữa, chúng cũng đã kiểm điểm lại ở trong đội. Kiểm điểm có tác dụng gì chứ? Phải rồi. Tôi nghe nói anh chỉ biết dạy chúng thả lỏng và thả lỏng. Bây giờ thả lỏng xảy ra chuyện rồi đấy. Hiệu trưởng, chuyện này người khác nói gì tôi cũng không quan tâm. Không sao cả. Nhưng tôi vẫn luôn thấy những đứa trẻ lớp số 2 này của tôi là những đứa trẻ tốt có khuyết điểm, nhưng mà không phải những đứa trẻ xấu có ưu điểm. Anh cũng thấy được, từ sau khi tôi tới đây, những đứa trẻ này đều dần dần thay đổi hết rồi. Hơn nữa còn phát triển theo chiều hướng tốt lên. Hiệu trưởng à, hiệu trưởng, giống như chúng ta, đẩy thì đóng cửa, kéo thì mở cửa. Đẩy và kéo có hiệu quả hoàn toàn khác nhau với học sinh. Tại sao chúng ta cứ muốn đóng cửa chứ? Cô hiểu rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tích cực phối hợp với nhà trường. Cô Quang, vì cô quan tâm tới Tiểu Tranh nhiều hơn. Cảm ơn cô. Tôi đi trước đây. Được, cô đi thông thả. Cảm ơn cô Quang, vất vả rồi. Không sao, tạm biệt nhé. Thầy cũng biết năm sau Tiểu Tranh phải thi đại học rồi. Cô giáo nói vì muốn luyện võ mà thành tích kỳ này của Tiểu Tranh đã rất kém. Trường học đã gửi thông báo cuối cùng tới tôi rồi. Họ nói nếu Tiểu Tranh tiếp tục luyện võ thì dứt khoát thôi học đi. Lúc đó có phải cô đồng ý cho Tiểu Tranh luyện võ không? Tôi đồng ý. Nhưng lúc đó tôi thấy Tiểu Tranh vốn không phải đứa giỏi học hành. Như cô giáo nói rồi, nếu Tiểu Tranh cố gắng chắc không thành vấn đề. Dù sao thằng bé luyện võ cũng chẳng thể vào đại học. Anh thấy đúng không? Học viện thể thao không phải đại học sao? Nếu bây giờ thành tích học tập của Tiểu Tranh có thể đi lên thì không nên từ bỏ vào lúc này. Cô yên tâm đi, tôi sẽ đi nói chuyện với thầy cô bên trường học. Đợi bài tập lên đi. Anh là ai vậy? Cô giáo, đây là huấn luyện viên của em. Phải, cô giáo, tôi tìm cô có chút việc. Mời anh ra ngoài. Chúng tôi đang lên lớp, mời anh ra ngoài. Đinh Tiểu Tranh, ngồi xuống đi. Mọi người mở sách tới trang 97. Đinh Tiểu Tranh, hôm nay chúng ta tiếp tục học Quá Cố Nhân Trang, tác giả Mạnh Hạo Nhiên. Mọi người hãy nghe cô đọc. Đinh Tiểu Tranh, cô giáo, anh có thể đừng đứng đây nữa được không? Anh đã làm ảnh hưởng tôi lên lớp rồi. Vậy tôi đứng đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô một lát. Nói gì chứ? Nói đi. Cô giáo, tôi chỉ muốn biết tại sao Đinh Tiểu Tranh không thể tới trường thể thao.
Cô có biết Thạch bé là người có thiên phú võ thuật không? Vậy có biết thành tích của Đi Tiểu Tranh sa sút trầm trọng thế nào không? Làm lỡ việc thi đại học thì ai chịu trách nhiệm? Mời anh rời khỏi chỗ này. Đinh Tiểu Tranh không thể tới trường thể thao, đây là quy định của trường học. Có giỏi thì anh tới tìm hiệu trưởng đi. Tìm thì tìm. Tôi thấy Đinh Tiểu Tranh là đứa trẻ vô cùng có tính giác ngộ võ thuật. Trường học quy định như vậy, bây giờ không cho thằng bé đi luyện võ sẽ bóp chết thằng bé mất. Làm như vậy thật không nên. Tiểu Lý, anh đi gọi cô giáo Quang tới đi. Được. Huấn luyện viên Ngô, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng mà một người học sinh thì việc học nên đứng đầu. Phải. Võ thuật có thể là thú vui giải trí thì tốt, không thể không phân biệt chính phụ, đúng chứ? Đúng, cô nói đúng. Nhưng tôi thấy gặp được nhân tài võ thuật giỏi như Đinh Tiểu Tranh thực sự chẳng dễ dàng gì. Nếu trường học quy định như vậy sẽ hủy hoại tiền đồ của một người. Nhân tài gì chứ? Dùng dao tập võ mà cũng gọi là nhân tài? Đúng vậy, huấn luyện viên, anh cũng cực đoan quá rồi. Học võ thuật cả ngày chỉ biết đánh giết nhau, có tương lai gì chứ? Đúng vậy. Anh cho rằng học võ không có tương lai sao? Tôi thấy chưa chắc đâu. Giáo viên, các vị đều là giáo viên, có phải các vị thấy người học võ thì chắc chắn tư duy phát triển, đầu óc đơn giản? Tôi không cho rằng như vậy. Từ xưa tới nay, người Trung Quốc có cách nói văn võ song toàn. Lý Bạch xưng là thi tiên, từ nhỏ đã tập võ, luyện kiếm thuật khá là cao minh, vượt ngàn vạn dặm thăm dò hang hổ. Điều đó không phải chứng tỏ rồi sao? Hiệu trưởng, tôi biết tính quan trọng của việc học. Tôi có thể đảm bảo bằng nhân cách của mình, Đinh Tiểu Tranh sẽ không tiếp tục học hành sa sút. Cô có thể cho tôi cơ hội nói tiếp không? Được. Hiệu trưởng, cô giáo Quang, tiếp tục để Đinh Tiểu Tranh luyện võ đi. Cô xem có thể sắp xếp vài giáo viên dạy bù che mấy hay không? Hiệu trưởng à, sao có thể như vậy? Được rồi, cứ như vậy đi. Chỗ tôi còn có việc, cô cũng đi làm việc đi. Thầy Lý, chúng ta tiếp tục. Được. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị đi. Đinh Tiểu Tranh, có. Cởi bao cát ra. Tiểu Tranh, làm cú xoay người 720 độ thử xem. Hả? Thử đi. Cố lên. Hay. Cảm ơn huấn luyện viên. Cảm ơn huấn luyện viên. Cảm ơn huấn luyện viên. Được rồi, cảm ơn gì chứ? Cũng không phải thầy làm. Cảm ơn huấn luyện viên. Được rồi, phải rồi, chị em mời thầy ăn cơm. Đi đi đi. Em đúng là được lắm. Vừa làm được đã muốn hối lộ thầy rồi. Không phải là ý đó. Chị em đã muốn mời thầy ăn cơm lâu rồi. Em mãi vẫn chưa nói với thầy. Sao đây không dám đi à? Đi đi.
Có gì mà không dám đi? Cũng đâu phải Hồng Môn Yến. Canh tới rồi. Món ăn thường ngày, anh đừng chê nhé. Không sao. Mời anh ăn bữa cơm khó thật đấy. Cười gì chứ? Đứa trẻ Tiểu Tranh nhà chúng tôi đã khiến anh dọc lòng rồi. Nào, tôi lấy coca thay rượu, mời anh một chén. Huấn luyện viên em cũng thế. Sao em không hiểu chuyện vậy? Huấn luyện viên chưa ăn, em đã ăn rồi. Chị, khó khăn lắm chị mới hầm canh gà. Chị định để một mình huấn luyện viên uống thôi sao? Nói gì vậy? Mau múc canh cho huấn luyện viên đi. Được, được, được. Để tôi, không sao đâu huấn luyện viên. Thầy cứ để em. Để nó làm đi. Muôi múc canh nhà cô cũng nhỏ thật đấy. Bình thường rất ít khi tôi hầm canh. Rõ ràng là không có nấu. Em không nói cũng không ai bảo em câm đâu. Ăn nhiều vào nhé. Huấn luyện viên, khó khăn lắm, chị em mới hầm canh, thầy thấy thế nào? Ngon lắm. Em uống chút là thấy mặn. Nào, chúng ta uống chén trà. Chậm thôi. Thật là, chú ý một chút đi. Tiểu Tranh, em biết tại sao hôm nay em đá cao như vậy không? Bởi vì em cởi bỏ bao cát. Em không chỉ cởi bỏ bao cát. Thầy hy vọng từ nay về sau em có thể loại bỏ hết phiền não và gánh nặng, thành thật đối diện với mọi thứ. Nào, ăn táo đi. Cảm ơn. Tôi muốn hỏi anh, ngoài những việc này ra, anh không nghĩ tới chuyện gì khác sao? Không có. Chăm chỉ luyện tập chắc chắn làm được. Không sao, huấn luyện viên nói rất đúng. Nhưng thầy đúng là khúc gỗ khó giải quyết đấy. Huấn luyện viên Ngô, đây là khăn của anh. Tôi xin lỗi, tôi trả lại cho anh. Đây là cái xe lần trước. Huấn luyện viên, thầy không thấy chiếc khăn này nhạt hơn rồi sao? Tại sao? Chị em đã giặt rất nhiều lần đấy. Đinh Tiểu Tranh. Còn rất thơm nữa. Động tác của em có một khuyết điểm chí mạng. Lúc em đánh quyền, ánh mắt của em, lòng tin của em, tư tưởng của em đều phải dung hòa làm một với cơ thể. Luyện võ không chỉ luyện hình. Mà còn phải luyện thần của võ thuật. Thân giống như cây đuốc nhỏ bé, cần em phải tìm kiếm gian nan trong bóng tối. Nhưng một khi em tìm thấy, sẽ thắp sáng cả thế giới của em. Lúc ấy em chỉ có thế giới này. Thế giới của em. Vào đi. Hiệu trưởng, tôi tìm anh có chút việc. Anh không thấy tôi đang bận sao? Có chuyện gì lát nữa rồi nói. Không không, tôi chỉ xin thời gian của anh 2 phút thôi. Được. Anh mau nói đi. Hiệu trưởng, lãnh đạo đội tuyển tỉnh tới chọn thành viên. Có thể để đội số 2 của chúng tôi tham gia không? Không phải, từ nhỏ chăm chỉ luyện tập như vậy, chỉ đợi ngày này thôi. Anh bị làm sao thế? Có phải anh từ đội tuyển tỉnh xuống không? Đội số 1 ăn thịt, đội số 2 uống canh, đây là quy tắc ở đâu chứ? Được, được, được rồi. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa được không? Không phải hiệu trưởng, tôi...
Được, được. Chuẩn bị, bắt đầu. Đúng là khá tốt. 1, 2, 1, 2. Đứng lại, đứng. Bên phải quay. Chào lãnh đạo. Chào lãnh đạo. Đội số 2 không phải đội hạng 2. Đưa Tiểu Tranh bước ra. Đây là độ khó mới nhất đấy. Phải. Hay. Tôi biểu diễn cho lãnh đạo xem. Hay. Anh xem, anh đã gây thêm phiền phức lớn thế nào cho tôi. Hiệu trưởng à, tôi chỉ muốn cho đội chúng tôi một cơ hội. Lần này chọn được Đinh Tiểu Tranh lớp anh rồi. Để thằng bé chuẩn bị tới đội tuyển tỉnh báo danh, làm công tác chuẩn bị cho đợt tuyển chọn tiếp theo đi. Coi như anh chó ngáp phải rồi đấy. Hiệu trưởng, anh nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tốt quá rồi. Tôi sẽ đi nói với em ấy. Đợi đã. Còn có chuyện này quên không báo cho anh biết. Đây là giấy điều anh về đội võ thuật tỉnh. Đã được gửi tới mấy ngày rồi. Bận quá nên tôi quên mất. Hiệu trưởng, đây là ý gì vậy? Kêu tôi rời đi sao? Không phải là kêu anh đi, mà là tỉnh điều anh về đấy. Hiệu trưởng à, nếu điều tôi về thì ai dẫn dắt đội số 2? Xin đừng quên không nói cho anh biết. Sau khi cân nhắc, nhà trường quyết định, chúng tôi bảo đảm chắc chắn đội số 1. Hai người ở đội số 2 chuyển tới đội số 1, đội số 2 phải giải tán. Cái gì? Giải tán? Điều trưởng, anh nói đùa sao? Những đứa trẻ này phải làm sao? Vậy phải làm sao đây chứ? Ngô Kiệt ơi là Ngô Kiệt, tôi hiểu tâm tư của anh, nhưng chẳng phải anh đã bồi dưỡng ra một Đinh Tiểu Tranh rồi sao? Vậy là đủ lắm rồi. Hiệu trưởng, sao anh lại không hiểu chứ? Đội số 2 không thể giải tán. Khó khăn lắm từ nhỏ mới có được một chút tự tin. Khó khăn lắm mới hiểu biết được một chút về võ thuật. Sao anh nói giải tán là giải tán luôn được? Ngô Kiệt à, tôi hiểu. Hy vọng anh hiểu được khó khăn của trường học. Quả thực là trường học hết tiền rồi. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không phải tôi không tin anh, mà giống như anh không thuộc về nơi này. Tôi vẫn luôn cho rằng lớp số 2 chính là lớp số 2. Anh là anh có tiền đồ của anh. Như vậy đi. Cần bao nhiêu tiền? Chuyện này. Thank you.
Cần tiền à? Chị cũng không đến mức như vậy đúng chứ? Huấn luyện viên Ngô, anh cần bao nhiêu tiền? Tôi cho anh mượn. Tôi tự mình kiếm. Vậy thì anh hơi khách sáo rồi. Anh đừng khách khí. Không phải tôi thấy tính cách của anh đúng là... Hay là như vậy đi, mỗi một buổi diễn tôi thêm cho anh một chút. Nhất định anh đừng từ chối. Không không, nên kiếm được bao nhiêu thì kiếm từng đấy thôi. Tôi kiếm đủ là được. Giám đốc Trương, anh tới đây một lát đi. Cảm ơn anh. Giám đốc Ngô, tôi còn phải cảm ơn anh đấy. Hôm qua con trai tôi đã biết lấy nước rửa chân cho tôi rồi. Công lao này đều có anh cả đấy. Hiệu trưởng, đây là tai nạn tôi vô tình gặp phải lúc thi đấu. Sau này tôi không tham gia thi đấu được nữa. Ngô đại ca, người tiếp theo là anh rồi. Được, cảm ơn. Tiếp theo xin mời Ngô Kiệt, quán quân võ thuật toàn quốc lên sân khấu. Huấn luyện viên.
huấn luyện viên Ngô. Vậy là làm khó cho anh rồi. Tôi đã gửi báo cáo tới Cục Thể dục Thể thao rồi. Dù có khó khăn cỡ nào thì chúng ta cũng gánh vác cùng với nhau. Cảm ơn hiệu trưởng. Còn không mau cảm ơn huấn luyện viên. 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 Huấn luyện viên, đợi em với. Dành tặng bộ phim này cho tất cả những con người cần cù và chăm chỉ của Thế vận hội Olympic. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.